Cam thảo là một cái loại dược liệu mà bên mình bán cũng khá là chạy và được rất nhiều cô chú anh chị ủng hộ. Thì mỗi một cân cam thảo như vậy loại một thì sẽ là 200 ngàn đồng một kg. Thế và cái cam thảo này cứ một cân thì sẽ được đóng hai gói như thế này, và cứ mỗi một gói thì bên mình đóng 500 gram và cái nó sẽ được rất là nhiều như thế này nhá. Bây giờ mình sẽ quay cụ thể cho cô chú anh chị xem cái cam thảo của bên mình nó sẽ như thế nào. Thì mọi người có thể thấy là màu của nó vàng và khá là đều, ở miếng cam thảo nó đều nhau, ở miếng khá là to và được thái vát theo kiểu dài như thế này. Ở cái cam thảo này thì vị nó ngọt thanh và khá là dễ uống. Khi mà cô chú anh chị pha trà đây, tác dụng chính của nó là cung cấp vị ngọt. Khi mà chúng ta dùng làm trà, các loại trà thì chúng ta cho cam thảo vào thì nó có cái vị ngọt thanh và uống rất là dễ uống. Hay kể cả là trong cái việc nấu ăn thì chúng ta cũng có thể một vài món chúng ta cũng có thể kết hợp với cam thảo, tùy cách nha. Cái này là phải kết hợp các món ăn thì tùy cách, thì các chị em phụ nữ sẽ biết về cái này nhiều hơn. Cái cam thảo này đa số thì chủ yếu tác dụng là cho vào trà để cho cung cấp cái vị ngọt thôi, cho nên là khi mà cô chú anh chị cần chúng ta cần cái vị ngọt thì chúng ta có thể sử dụng cam thảo này hay là cỏ ngọt này, thì chúng ta sẽ dùng cái này là nhiều. Thường thì cỏ ngọt bên mình thì sẽ là có loại thường là 150.000 một cân, và loại cỏ ngọt nguyên lá thì sẽ hiện tại bây giờ đang là 250.000 một cân. Còn đối với cam thảo này thì nó có giá tầm giữa thì nó 200.000 một cân ở thời điểm hiện tại. Thế mà khi mà cô chú anh chị đặt hàng thì mình sẽ để vào số điện thoại ở trên màn hình là 0974010585 và 0909010585. Cái cam thảo này ngoài cái tác dụng mà nó giúp cho trà ra nó ngọt hơn đấy, hay là thì cam thảo này ngoài nó còn có tác dụng bổ của cơ thể, giảm cholesterol và giúp giải độc trong cơ thể khá là tốt. Thì tác dụng chính của nó chủ yếu cũng là tăng vị ngọt thôi, cho nên là cô chú anh chị khi mà chúng ta sử dụng mà cần tăng vị ngọt cho trà hoặc là các cái món gì khác, nghĩa là chúng ta cần vị ngọt thì chúng ta sẽ sử dụng cái cam thảo này, và hoặc là chúng ta có thể bổ cỏ ngọt. Đó, giá thành là 200.000 một cân. Cô chú anh chị mua hàng có thể liên hệ theo số mình để ở trên màn hình nha. Ok, xin kính chào cô chú anh chị, chúc mọi người sức khỏe và thịnh vượng. Mua cam thảo thì nhớ ủng hộ mình.